Rules are made to be broken. Like buildings. Or people. 3, 2, 1, 9, and lift off! Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là một cô gái súng đạn, lòng nhiệt huyết này không thể cạn và sự điên rồ là vô giới hạn. Xã thủ này là một dân chơi, thích xăm mình và đầy tiếng cười. Với thân hình mỏng manh bạn ơi, nhưng đang bị nhiều vũ khí giết người. Mình có một sở thích rất lạ là đùa giỡn với những cảnh sát. Ai đuổi bắt mình sẽ bắn hạ và đạn tung ra nhiều như bão cát. Mình ghét thì Mỹ, ghét luật pháp, ghét con chị cảnh sát tinh vi. Đã rất nhiều lần bị truy nã nhưng muốn bắt mình thì cứ mơ đi. Dùng vũ khí như là răng sắt, ai chọc mình điên là đạn tung ra. Những hành động nhiều người phải vượt và cũng chả có lý do gì cả. Do ý định muốn phá thành phố, không ai phải ngồi sau song sắt. Và với công nghệ hashtag hiện đại, ta cứ đông chơi không sợ bị bắt. Chống đối quậy khắp nơi ở Kitover, một thành phố đang được phát triển với những công nghệ hiện đại như mơ. Ta là một tội phạm khủng bố, luôn làm cho nhiều người phải điên. Trong đó có chỉ huy cơ bắp và thêm mặt cảnh sát trưởng Cát Liên. Phá được trụ nội tại hướng chí hưng phấn làm tăng tốc độ cá nhân. Xương cá bắn ra lựu đạn đủ tới cùng thằng nào muốn cân. Súng nhỏ xíu mang tên Vàng Chiếu giúp ta farm như vượt thời gian. Tốc độ bắn công dồn qua lần khiến cho đối thủ giật phải làm than. Tiếp theo đó là chiêu giật bắn, súng của ta phóng điện ra ngoài. Luồng sáng có tác dụng làm chậm và gây sát thương nếu ai trúng phải. Bằng đừng lấy nhảy mà ở đất farm, đừng có tưởng ta không có lực, đừng có tưởng ta không có sức. Khi nhìn lại ta đây không có ngực. Phá được trụ nội tại hướng chí hưng phấn làm tăng tốc độ cá nhân. Xương cá bắn ra lựu đạn đủ tới cùng thằng nào muốn cân. Súng nhỏ xíu mang tên Bằng Chiếu giúp ta farm như vượt thời gian. Tốc độ bắn công dồn qua lần khiến cho đối thủ giật phải làm than. Nhanh nhẹn linh hoạt tăng cao, đừng hổ báo mà lao vào mình. Lựu đạn ma hỏa làm bạn đổ máu, vì giảm chúng nó là sẽ trói chân. Các nạn nhân xin được ăn đạn, rồi bạn đừng than đối đầu với mình, vì sức chống chịu là quá gian nan. Vào combat tao tới đây tụi bay cút ra cho chị thể hiện, để chị có tầm nhìn nã đạn. Mày đứng láo ngáo làm chị phải điên, tim cứ đánh trận này chị gánh. Hành cho nó phải chui vào trụ, quét sạch hết vụ lợi trong rừng, không cho nó có cơ hội phục thù. Á đạo hết đội hình của bạn để bạn có còn thích sủa nữa không. Bạn có biết giới hạn quỹ đạo xuân thu rồi hạ, vẫn còn mùa đông tinh lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Để tim bạn ra hành rồi hiếp. Năm thằng trong tem tao là xếp đến nào hổ báo ra đây chỉ tiếp nè. Stand and fight. This is mercy. We're gonna need mercy. The trick is not to your shoulders. Kid, I've got a cure. You took your better half of the flesh. What you left is a dangerous enemy. It's not that I fear you. Lưu sợ anh vẫn yêu sinh ai dù cho cuộc sống muôn trùng vất vả. Rồi niềm đau mình anh gánh chịu đời sống cô độc cuộc đời bảo thủ. Khi chứng kiến em vợ của anh phải chết dưới tay của những kẻ thù. Ta chính là Lưu sợ anh, người chống lại binh đoàn sát sống. Sự quyết tâm vô cùng sắt đá, tiêu diệt hết những kẻ nào chống. Lang thang gấp rute rồi ai chống lại cái ác luôn là tâm điểm. Đôi lạnh là sự đau thương mất mát khi đã lao mình vào nơi nguy hiểm. Đưa ánh sáng đến nơi tâm tối chính là nhiệm vụ cao cả của ta. Dẹp tan hết những lũ sát sống khi mà thanh tẩy đã được tung ra. Khi được đuổi cái ngục xiềng xích ở nơi tâm tối quần đảo bóng đêm, đây cũng là nơi mà ta thất bại và cuối cùng anh cũng phải mất em. Nỗi đau này ôm hận từ đây, khi nước mắt nhiều lần rơi đổ, ta sẽ trả thù cho người vợ bằng chính sức mạnh ánh sáng thường cổ. Máu đã đổ vết thương không lành, nhưng Jess ơi trận chiến chưa hết. Ta thề rằng sẽ còn quay lại quần đảo của ngươi, lúc đó sẽ chết. I am smiling. My mind. Relax. My mind.
kẻ thù sẽ chảy từng dòng. Sự căm thù đã đến vô cực, muốn hạ gục ta các ngươi đường hồng. Sẽ cố sống, cố vượt qua để thấy được các ngươi gục ngã. Chân lý luôn là người chiến thắng dù cho số phận đau buồn nghiệt ngã. Ta chính là xạ thủ ánh sáng với sức mạnh đang nằm trong tay. Đừng khờ dại để rồi đối đầu khi biết hậu quả nhận lại chua cay. Đây tia sáng xuyên thấu đối phương, hạ gục mi không hề ngừng ngại mà sẽ tiếp tục chinh phục cay đắng. Chiến thắng trong tay không thể dừng lại. Tung kỹ năng ánh sáng rực cháy khắp vùng trời ngay trong màn đêm. Hủy diệt hết thêm ma sát sống và sức mạnh này sẽ tăng dần thêm. Yêu thương này chính mi phá nát, cái giá phải trả là sự thù hận. Sự căm phẫn dồn mi vào thế khi ta tung chiêu quyết cùng nhiệt tận. Có bao nhiêu cái ác còn sống, có bao nhiêu kẻ thù bước ra, có bao nhiêu tình yêu đã chết cũng vì quỷ dữ mập mờ phía xa. Ta sẽ lấy lại hết tất cả khi mưa bão đạn tan trường khỏi thủ. Hãy biết ơn ta vì hạ sát ngươi cho ngươi thoát khỏi lưu đày vĩnh cửu. You were wrong, Master. I needed him for this place. You belong in the shadows. I offer an exclusive service. You'll find I murdered. Prepare for your finale. Your final scene begins. Ta là một nghệ sĩ tử thần, người tạo ra những tác phẩm tàn nhẫn, luôn biểu diễn ở những sân khấu mà các nạn nhân luôn là người kề cận. Trong nhiều năm trời Ionia, những tên khốn kiếp đang cố tìm kiếm, mang cho mình một sự khủng bố với nghệ danh là ác quỷ hoặc kim. Ta chính là quái vật đang tìm, luôn tàn sát bao nhiêu lữ hành mà Master Yi cùng với những đồng bọn ngày đêm săn lùng bảo vệ chúng sanh. Thêm những tên kim cô trợ giúp, không ai khác mà Sen và Nhét, bọn chúng muốn tìm để tiêu diệt ta trong màn đêm âm u gào thét. Mà rồi mở kịch các quỷ hoàng kim giờ đã đến lúc cũng phải hé màn. Ta lộ diện tại ngay sân khấu Ionia, ai cũng hoang mang. Ta chính là kỳ công thứ bảy, sản phẩm vĩ đại của chốn kim cô. Giờ chúng mới biết ta chỉ là một tên nghệ sĩ sân khấu của tỉnh Yibun. Bao năm qua hô mưa gọi gió tàn sát hết bao nhiêu người dân, để rồi hôm nay hội đồng xét xử thẩm định ta với mức án chung thân. Bị giam ở chốn tu la nhưng Kadazin vẫn luôn im lặng. Ở ngoài kia lũ khốn nơi sớt cũng đang chuẩn bị dự án xâm lăng. Hãy cho ta ra ngoài hôm nay cùng với cái trí thông minh của mình, cứu lấy quê hương Ionia là điều mà ta đang cố chứng minh. Chiến tranh đánh thức được sự khát máu, chúng đang phá nát hai từ hòa bình. Cảm ơn kiếm sư Master Yi đã đưa ta khỏi ngục tù yên tĩnh. Cầm trên tay là vũ khí khủng bố, ta dùng súng cũng như là dùng cỏ. Và đừng có sợ kẻ thù ngoài kia, có ta ở đây các ngươi đừng lo. Lời thì thầm sẽ cho chúng biết được cái chết có tầm quan trọng thế nào. Ta phải làm màu và máu nghệ sĩ, giờ đây thiêu quỷ chúng nó ra sao. Lũ đạn nhảy múa của chúa đã đến dành tặng kẻ thù khúc hát lâm ly. Thì Master Yi và Sen xin hãy xem ta đưa tỉ ngồi xuống âm ti. Ôi đời ra ven xin em đừng khóc, nết vẽ chết chóc sẽ làm em đau. Em không yên phận ở chốn nơi xếp thì đừng hỏi anh lại câu tại sao. Tập bảy nghệ thuật của anh chi thốn, em trốn đâu đừng cố mà tránh. Sân khấu tử thần mở màn, em ơi hãy chết cho nhanh để anh thần thảnh. Tập bảy nghệ thuật của anh chi thốn, em trốn đâu đừng cố mà tránh. Sân khấu tử thần mở màn, em ơi hãy chết cho nhanh để anh thần thảnh. Break a leg. Your music lacks the cruelty of the masterpiece. You should learn the power of a sentence. Step out of the light and call it background music. Your work will be forgotten. Có một bức tượng đá khổng lồ được mọi người xem là vị thần và có tên gọi là Galileo, thần canh giữ bảo vệ quốc gia. Đã trải qua rất nhiều thập kỷ và ông cũng có sứ mệnh cao cả cùng với đồng minh bảo vệ công lý. Đến một ngày ma thuật xuất hiện, Cephalodan bỗng nhiên lung lay. Galileo nhận ra điều đó và ngay lập tức chính mình sống dậy. Trải qua nhiều thời gian im lặng, mặt nắng mưa phai màu gió bão, ông dành thời gian tận hưởng hòa bình để cùng quân đội bảo vệ đồng bào. Nhưng thắng lợi luôn có hai mặt đi đôi với những trận chiến chật vật. Những ma thuật mà ông đánh bại cũng là mục tiêu lòng ông thức giấc. Gió vẫn thổi qua những
những cánh đồng sẽ không còn những trận chiến ồn ào. Nếu hòa bình trở lại nơi đây thì ông sẽ đứng em dưới ngày nào. Nhưng đó chỉ là giấc mơ vì chiến tranh của ngữ dần tiến. Người tị nạn khắp Valodan đang chạy trốn sức mạnh hủy diệt. Đám phù thủy ở chỗ phía Tây chúng đang dần tiến đến nơi đây. Và đó cũng là lý do duy nhất cho Galio bắt buộc tỉnh dậy. Đó chính là sức mạnh của đá, lá chắn của Damasia. Để kháng ma thuật cực mạnh là nền tảng để dùng vật liệu rồi kháng sức mạnh ma thuật phù phép. Galio dùng được điều đó và đưa cơ thể sức mạnh có được và bức tượng khổng lồ có cánh trở thành một phần bảo vệ đất nước. Đây là một nền tảng sáng tạo, là chất liệu nền văn minh mới. Galio có đủ khả năng chuyển hóa sắc cương phép như mong đợi, mang cho mình chất cứng như thép, thứ được gọi là tinh hoa mà người dân đã dâng cho ông vị thần bảo hộ Damasia. Có nội tại của lệnh khổng lồ nhân gấp đầu sức mạnh công kích và tỷ lệ kháng phép cộng thêm sẽ làm sát thương đối phương vô ích. Với đôi cánh chiến trận tung ra sẽ trả sát thương lại cho kẻ thù, rồi kết hợp tạo thành vòng xoáy kèm theo làm chậm khi ông hấp thụ. Khi lá chắn đu ra dựng lên, đó là một kỹ năng đặc tính. Galio hứng chịu sát thương tướng địch cạnh bên sẽ bị khiêu khích đến cú đấm giáng thế tung ra, mang sức mạnh công kích đáng kể. Và cả tem đến sẽ bị hất tung khi đã sử dụng siêu hùng giáng thế. Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía dưới và nhấp vào đăng ký kênh để có thể theo dõi các sản phẩm tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.